Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 kể từ đầu năm 2020 đã kéo theo những đứt gãy, gián đoạn của các chuỗi cung ứng và thương mại ở bình diện toàn cầu, đòi hỏi mọi mô hình kinh doanh và quản lý theo truyền thống phải thay đổi một cách căn bản và thích ứng. Trong lúc doanh nghiệp còn đang loay hoay với những kế hoạch xúc tiến bị bỏ dở vì COVID-19, Bộ Công Thương đã có bước tiến vượt bậc khi tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước duy trì xúc tiến xuất khẩu giữa dịch bệnh. Từ trước đến nay, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống hỗ trợ xúc tiến thương mại đầu ra cho sản phẩm như hội chợ, hội thảo, hội nghị kết nối cung cầu, hoạt động giao dịch thương mại ở cả trong và ngoài nước đều được tổ chức trực tiếp do dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã phải hủy hoặc hoãn. Trước tình hình này, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã khẩn trương nghiên cứu, triển khai và điều chỉnh nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để phù hợp với tình hình thực tiễn thông qua phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế, tiến hành các hoạt động theo phương thức ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Trong cái bối cảnh mà đại dịch COVID-19 thì diễn ra trên toàn cầu, thì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có bao gồm cả cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi đã đẩy mạnh hơn cái hoạt động mà ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Cụ thể ở đây thì chúng tôi đã triển khai hàng loạt các cái hoạt động liên quan đến ứng dụng công nghệ số, như là tổ chức các cái hội nghị kết nối giao thương trực tuyến, hoặc là hội nghị kết nối giao thương kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để mà kết nối với lại các cái thị trường, các cái nước đối tác, rồi các cái địa bàn với các cái doanh nghiệp nước ngoài cho các cái doanh nghiệp Việt Nam trong các hội nghị đó. Trong thời gian qua, Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ động phối hợp với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, lên kế hoạch và từng bước phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, bao gồm xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, nền tảng ứng dụng tích hợp các dịch vụ xúc tiến thương mại, nền tảng hỗ trợ triển lãm trên môi trường số và các ứng dụng phục vụ xúc tiến thương mại khác như chấp mối kinh doanh trực tuyến, tư vấn, đào tạo, truy xuất xúc tiến thương mại. Chúng tôi thì là đang tương tác với các cục xúc tiến thương mại của các đơn vị khác để tiến hành. Lâu dài thì chúng tôi đang có những cái chiến lược, những cái quy mô để làm việc với các đơn vị, để trong cái việc nhất là trong thời điểm Covid này, chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để đẩy mạnh các việc xúc tiến cũng như là nâng cấp như là các hệ thống liên quan đến công nghệ thông tin. Chúng tôi đẩy mạnh giao thương giữa các đơn vị với nhau. Rất nhiều doanh nghiệp cũng chưa tiến tới việc số hóa, việc xử lý các phần mềm ứng dụng liên quan đến khách hàng để làm sao tăng tỷ lệ khách hàng quay lại, hay là vận dụng được công nghệ thông tin để làm sao tăng tỷ lệ hài lòng khách hàng, thậm chí là tăng hiệu suất năng lực lao động của mình lên. Cuộc cách mạng 4.0 với những công nghệ mới đã và đang phát huy những ưu thế, thúc đẩy những bước tiến vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các nội dung, phương thức ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không ngừng biến đổi và ngày càng đa dạng hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại là hoạt động mang tính chiến lược, có sự vào cuộc của cả hệ thống các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại các cấp và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và hộ kinh doanh về lĩnh vực này, cùng các đối tác công nghệ tập trung xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức và doanh nghiệp xúc tiến thương mại hiệu quả trên môi trường số. Qua hai quá trình là Covid vừa rồi thì cái việc đứt gãy cái chuỗi cung ứng cũng là một bài toán lớn, đặc biệt là giải quyết đầu ra cho bà con nông dân khi mà hàng hóa thì có thể được di chuyển, nhưng mà con người, những người mua hàng không thể đến tận nơi được như là cách truyền thống trước đây. Thì chúng tôi có đề xuất một cái ý tưởng gọi là dùng cái bản đồ xúc tiến thương mại nông sản Việt Nam để giải quyết cái bài toán là đứt gãy chuỗi cung ứng, mà đặc biệt là nguyên nhân của đứt gãy chuỗi cung ứng là đứt gãy về thông tin. Thì đây là một cái giao diện mà chúng tôi đang đưa vào thiết kế, là với một cái bản đồ, và có thể là trên bản đồ này chúng ta có thể search ra được các cái thông tin về nông sản, và từ đó là rất là chi tiết là thông tin về nông sản, thông tin về người bán và vị trí của cái vùng trồng. Từ đó là cái người mua là thay bởi vì là đến tận vùng trồng, đến tận nơi thì họ có thể tìm được thông tin ngay trên bản đồ nông sản như vậy. Thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế và xã hội. Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở tận dụng hiệu quả, hội nhập kinh tế quốc tế để tăng trưởng chất lượng hơn, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, thông qua tăng hàm lượng đóng góp của khoa học công nghệ.
Trong quá trình này, ứng dụng của công nghệ số trong các công đoạn trong chuỗi giá trị đang dần trở nên phổ biến hơn như ứng dụng blockchain trong logistics, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mô hình thương mại không giấy tờ. Có thể thấy rằng, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến thương mại dù không thể thay thế các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, tuy nhiên, những ứng dụng trên công nghệ thông tin này sẽ giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam có thêm một phương thức mới bổ sung cho các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống rất hiệu quả. Điều này cũng cho thấy doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí và đặc biệt là tiết kiệm được thời gian, giúp kết nối được trực tiếp, tăng cường cơ hội gặp gỡ, giao thương với các đối tác tiềm năng nước ngoài.